listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You could meet a spy and find romance. You could even win the Tour de France. Not very likely. Or you might as well enjoy the dance. Good morning, sunshine. Rayito del sol. Good morning, sunshine. Là quà tặng cho Đức Giáo Hoàng và cựu Tổng thống Pháp KGC số 1 về nhân sâm thế giới. Syntronic cùng các nhà máy karaoke chuyên nghiệp, giá rẻ nhất Hoa Kỳ, uy tín chất lượng. 714-450-6666 Syntronic.com. Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết. V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888. Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Cà Phê Sáng trên hệ thống Việt TV Radio. Và thưa quý vị, hôm nay thứ sáu, chúng tôi gồm có Quỳnh anh Vũ Kiểm và Tường Minh. Chào tất cả quý vị, chào Quỳnh Anh và chào anh Vũ Kiểm. Dạ vâng, chào chị và chào chú Vũ Kiểm và chào quý vị đang theo dõi chương trình của Cà Phê Sáng. Chào Cà Phê Sáng. Chào cô Hàng Cà Phê Thường Minh. Sáng trên đường tới thấy mặt trời đã sunshine chưa? Sunshine, dạ. Beautiful day, hả? Hôm nay hay lắm, hôm nay gọi một cái ông mặt trời dậy liền. Dạ. Tại cần, sao vậy? Không cần phải gọi tới, gọi lui, gọi xuôi, gọi ngược. Tuy nhiên thì vẫn lạnh lắm. Dạ. Mặt trời thì dậy rồi nhưng mà vẫn lạnh từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Bởi vậy mùa này nhiều người tự nhiên khan tiếng hết chị ha. Yeah. Tại vì mình không có giữ đủ ấm đó, nhiệt độ thay đổi rất là nhanh. Yeah. Rồi mình hơi ỉ y một chút xíu nên mình không có giữ được ấm cái phần cổ, phần ngực của mình. Cho nên là đa số thì sẽ bị viêm họng. Yeah. Không, mà tôi thực tình không hiểu cái câu của cô Hàng Cà Phê nói. Hỏi thiệt với cô bạn đồng nghiệp trẻ nè, mặt trời ấm lắm, lên rồi nhưng mà lạnh là từ ngoài vào và lạnh từ trong ra là sao? Bà rờ được tới mặt trời hả? Không. Ai lạnh? Mặt trời lạnh hay không khí lạnh? Không khí lạnh, dạ. Mặt trời thì lên rồi nhưng mà đi ra ngoài thì vẫn còn lạnh lắm. Hồi nãy coi thì nhiệt độ cũng khoảng 39 độ. Bây giờ thì mặt trời lên cao rồi, có vẻ là cũng lên được khoảng 41, 42 độ rồi. Tuy nhiên thì với nhiệt độ đó thì đối với dân Houston thì vẫn còn lạnh lắm. Dạ. Lạnh từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Bây giờ làm gì để cho bớt lạnh? Để cho bớt lạnh quá thì sẽ bị run, đúng không? Run, dạ. Thế bây giờ tung đề tài có gây không? Nếu mà gây nó nổi nóng á, thì bớt lạnh. Đó, thì đó, vấn đề là chỗ đó đó. Lần đầu tiên anh Vũ Kiểu anh cũng hết lẹ. Cần máy xay tiêu rồi hả? Bây giờ lạnh quá phải gây lộn cho nó nóng lên. Hết cần máy xay tiêu rồi hả? Không, thầy đố mày làm nên bài dạy tôi đó mà. từ từ rồi sư phụ. Từ từ rồi làm với nhau riết rồi chưa mở miệng người kia hiểu rồi. Dạ, thần giao khách cảm. Thần giao khách cảm hả? Không biết, tại biết cái dạ gọi là gì đó, bắt bài. Chứ mà anh Vũ Kiểm với Tường Minh chưa đến nỗi thần giao cách cảm được đâu. Thì chú Vũ Kiểm với Tường Minh mà chơi poker chắc là coi chừng chú khác, Vũ Kiểm thắng á. Khác tần số. Không biết cái đó. Yeah. Tại vì phải lẹ, phải lanh thì mới... cái này tôi nghe nói thôi, mới thành công được trong cái vấn đề coi là chơi những cái môn đại khái là như vậy. Yeah. Biết tính toán. Nói ra thì đừng nói Tường Minh ngu, Tường Minh không có chip biết chơi poker. Không biết, dạ. Chưa bao giờ đụng tới, không biết. Nhiều khi thấy mọi người ngồi chơi hào hứng lắm mà mình nói chứ mình học, nhưng mà thôi, học làm chi tốn tiền, thôi khỏi học. Thái Quỳnh Anh ha. Dạ. Nói chung là người ta nói là mỗi người nó có cái tần số giống nhau thì nó dễ bắt với nhau, đúng không? Khớp, dạ. Khớp với nhau, nhưng mà Thường Minh với anh Vũ Kiểm đồng thế nào chung tần số được?
chắc chắn. Một người trên đây, người dưới đây. Người trên trời đó, sống trên trời. Tôi biết. Mình tôi là biết đà cô, dưới đất mình thử. Tôi biết cô cao tôi lùn. Không. Rồi thì thôi cứ nói gọi là huỵch tẹt ra đi cho dễ không, hiểu. Em đâu có nói về vấn đề hiểu. Chiều cao thấp đâu. Nhưng mà em biết anh là người trên mây. Okay. Còn em là người thực tế. Em với anh không thể down nào mà, dạ, em đau to earth. Em okay. Gì nó cũng phải thực tế anh ơi. Okay. Dạ. Rồi. Chứ nó không có lơ lửng với anh được. Không hiểu. Chóng mặt lắm. Chóng mặt thiệt. Chóng mặt thiệt. Hôm nay Quỳnh Anh có gì vui không? Nhưng câu này hơi khó trả lời chị. Câu nào, tuần nào chị cũng hỏi em câu đó em cũng không biết trả lời. Thì mỗi ngày mình gặp nhau mình hỏi khỏe không ha? Hay là có gì vui không? Kể nghe chơi. Có đề tài gì không? Nói nghe chơi. Cái mùa này là mùa em thích nhất. Tại sao? Mùa crawfish tới. Mùa crawfish phải không? Trời, nói là cũng thấy cũng thích rồi. Năm nay crawfish tới sớm hả? Dạ. Dạ. Crawfish ngon. Hôm nào mình sẽ làm độ crawfish đi ha. Nhưng mà hôm nay trước khi mà làm độ crawfish thì hôm nay muốn nói gì đây? Muốn nói đề tài tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội hay là cái gì? Thôi nói tình yêu, hôn nhân chán lắm chị. Nói chán không? Không thích nói chuyện tình yêu đúng không? Bởi vì người ta nói là phụ nữ mà 20 tuổi là thích tình yêu. Mà 30 tuổi là thích mê chồng. Mà tới 40 tuổi, trên 30 tuổi, không biết là Quỳnh Anh là cỡ nào, nhưng mà mình nói là trên 30 tuổi, 40 tuổi trở lên đó là chỉ thích tiền thôi. Dạ, không muốn nói chuyện tình yêu nữa. Em đúng 30. Vậy còn mê chồng đúng không? Vừa vậy còn mê chồng, và tại sao mà không muốn nói chuyện tình yêu sớm vậy? Tại mình nói nhiều quá rồi, nói riết nó cũng chán. Vừa tôi nghe bị sót một câu, ở tuổi nào thì chỉ có biết mê tiền. 40 anh, dạ. 40 là đàn ông là... Ở cái đó là phụ nữ thôi ha? Phụ nữ, dạ em nói em phụ nữ. Tức là... 20 tuổi thôi, là... Tôi chết rồi anh Cường, tức là những mợ mà 40 là họ coi như là không có còn để ý, không care gì tới okay, đàn ông chúng tôi phải. Đàn ông là gì? Chỉ biết cái mùi thơm của đồng tiền thôi. Dạ, đúng rồi, okay. Đếm tiền xuống hơn, dạ, có tiền. Thế thì làm gì để được nhiều tiền anh Cường? Cài. Đi cài. Mình cầm một nắm tiền này giống như là Vi Tiểu Bảo á. Cầm bao giờ cũng có 1.000 ngân lượng phiếu nè. Quơ quơ nghe mắt coi cô hàng có bị lóa mắt không. Đang người ta nói là mà đó nãy em nói 20 tuổi là tuổi mới lớn thì rất là mê tình yêu và say đắm trong tình yêu. Okay. 30 tuổi thì rất là mê chồng. Nhưng mà tới tuổi 40 rồi thì người ta... Thôi. Thực tế người ta down to earth, người ta chỉ mê tiền. Dạ, mê tiền thôi. Không áp dụng được hết, tại vì nhiều người khi 40 cũng còn mê tình lắm. 30 tuổi cũng đâu có, chưa có chồng mà chị. Tôi đồng ý với lại Quỳnh Anh. Cái gọi là, nói xin lỗi quý vị phụ nữ, đừng có trách chim đa đa. Bởi vậy cho nên mới nói đó, những cái thành phần phụ nữ đó gọi là những cái người đàn bà lý tài chỉ biết tiền, nói là cái gì cũng xoay về tiền hết, cái gì cũng phải là tài chính hết. Người ta nói thấy là người phụ nữ thông minh á là biết tự kiếm tiền để mua, có thể mua được cái những gì mà mình thích và có thể bỏ được những ai mà làm cho mình đau khổ. Dám mua những gì mình thích mà dám bỏ người đàn ông mà làm cho mình đau khổ. Đó là những người đàn bà gì? Thông minh hả? Người ta gọi thông minh. Làm ra tiền để dám mua những gì mà mình thích và dám bỏ cái người đàn ông mà làm mình đau khổ. Tôi cú này tôi cái vụ này tôi lại đau tôi ớt. Tôi thực tế chỉ nói về, tôi chỉ hiểu đó là những người đàn bà đó rất là, có nên nói không ta? Nói đi, cái này là em đọc trên internet thôi mà. Anh cứ việc nói đi, đụng ai đụng. Từ tìm cách nói để bớt đụng, tại vì ngày nào tôi cũng bị đụng hàng hết. Ngày nào không phải đụng chuyện nhưng mà đụng hàng. Anh cứ việc đụng. Chương trình nào cũng nhận được email coi như là khen hết á. Cái này đó là mình đọc trên cái gì gọi là những cái trang mà tình yêu, hôn nhân, gia đình phải không? Người ta bây giờ đó là phụ nữ đa số thì họ nói chứ đàn ông là gì đâu. Mình có thể bỏ được cái người mà làm mình đau khổ. Cuộc sống bây giờ đó là không có quan trọng về tình yêu nữa, mà quan trọng là sống với nhau làm thế nào mà nó không có, nó nhẹ nhàng.
nó không có làm cho mình cứ như là mệt quá. Cuộc sống sống với nhau không có quan trọng là tình yêu, mà quan trọng là sống với nhau không có bị mệt mỏi. Còn nếu mà mệt mỏi thì thôi dẹp đi. Mệt mỏi quá thì sống với nhau làm gì anh? Dạ. Cái triết lý sống đó là hoàn toàn gọi là duy vật rồi, không còn duy tâm và duy được, lý không? Nữa. Ừ. Một loại material girl đi theo Madonna đi là vừa. Cho nên cái, người ta không ngại, ta nói là có những bà đó ỷ có tiền bỏ tiền ra nuôi dai. Cái khuynh hướng này đó là mình thấy đó là nó đang rất là nở rộ. Và ở Việt Nam hay ở Bel Air? Tất cả mọi nơi, kiểu như là họ khi mà họ đọc những cái... Và nó là vi trùng coronavirus. Nó nở rộ, nó lan truyền. Phụ nữ rất là thích. Khi mà coi mà thấy như vậy thì rất là nhiều người thích share, thích chia sẻ về cái khuynh hướng này. Nghĩa là nếu như mà mình cảm thấy sống với một cái người đó mà cho như mình yêu người đó nhưng mà cuộc sống chung với nhau đó, yêu thì yêu thật đó, nhưng mà mệt mỏi quá, nhiều nước mắt quá thì dẹp đi. Chứ tội gì mà mình sống mà vì cái tình yêu mà quá là mệt mỏi vậy. Em nghĩ là cái đó nói dễ chứ làm rất là khó. Thì đó. Nếu mà dễ làm thì đâu có ai lên mà viết bài đó chị. Người ta share thì người ta mới share khuyên. Rồi người ta cũng khuynh hướng là đặt nhẹ cái người đàn ông bớt đi. Yeah. Cái người phụ nữ thì họ trước đây đa số là họ rất là coi nặng gia đình, coi nặng cái tình cảm, rất là coi như là nâng niu chiều chuộng, nâng khăn sửa túi quý ông. Nhưng mà bây giờ các bà khác rồi. Các bà bắt đầu lan truyền cái khuynh hướng là nếu như mà cả hai không có cảm thấy hạnh phúc thì cái người đó làm cho mình đau khổ thì thôi mình đi kiếm tiền, mình mua cái gì mình thích, mình dám mua những cái gì mình thích còn sướng hơn là sống với cái ông gia trưởng vậy đó. Tức là thà sống một mình rồi mình làm bao nhiêu mình tự xài. Dạ. Đó chị. Chứ tội tình gì mà sống với một cái người mà làm cho mình đau khổ. Nhưng mà quan trọng nhất là bỏ được họ hay không đó. Thì người ta nói là thông minh là phải bỏ được. Có nghe yếu. Cái câu ngày sau sỏi đá có, cũng cần có nhau không? Bây giờ ngon nói bảnh, tới lúc đó yếu hết tiền, sức cũng cạn, cũng cần có một ông hầu hạ. Sao có tiền cần gì ông nào hầu hạ? Hết thì... luôn tiền thì sao? Yeah. Đi mua bảo hiểm gì đó gọi là long term care. Lúc đó hết hơi, bây giờ còn hơi mà nói không ra được cái câu đó còn nghẹn ngào. Không phải mình hôm qua mình có nghe quảng cáo gì trên cũng đài của mình là radio nè, long term care, cứ mua đi rồi mai mốt lấy tiền nó ra rồi mình mướn người ta tới mình lo chứ. Trời ơi, lúc đó không biết là mình lo cho ổng, ổng lo cho mình nữa đây. Anh hy vọng là anh lấy người rồi xong rồi tới hồi anh già rồi cái người đó hầu hạ anh, lo cho anh tuổi già hả? Mơ đi anh. Không, tôi dứt khoát không đi theo cái trường phái là sống ngày nào ít biết ngày ấy thôi và coi như là... Không, không phải là sống ngày nào biết ngày ấy, nhưng mà mình không có dựa vô cái người đàn ông để mình nghĩ là cái người đó sẽ chu cấp cho mình, sẽ lo cho mình bây giờ hay lo cho mình về cái tuổi già, mai mốt tôi già, tôi bệnh, tôi cô đơn, tôi nằm đó, ổng lo cho tôi, nằm mơ. Mình okay. Anh có nghĩ không? Mình anh có nghĩ là bây giờ mình ráng mình lo cho ổng đi, mai mốt nữa mình già, mình yếu, mình cô đơn, mình bệnh hoạn, mình nằm ở đó thì cái ông chồng mình ổng bưng cho mình chén thuốc. Có không? Cái đó thì hơi tính toán, bởi vì giống như lấy nhau mà đã giống như là tiền trao chó mút quá. Dạ, giống như là sanh con gì đó, nhiều người cứ nói là sanh cho nhiều đi để mốt lớn nó lo cho mình. Em không tin cái câu đó. Mình bổn phận là mình sẽ lo, mình phải lo, mình có hiếu là mình phải lo, nhưng mà nếu mà cứ tính toán là tại vì đẻ là đẻ muốn đi. Có người lo cái thì hơi ngược. Dạ. Thì đó anh Vũ Kiệm anh nói đó, nửa già rồi cô đơn rồi sỏi đá cũng cần có nhau. Bệnh nằm đó thì ổng lo cho. Em không tin chuyện đó đâu thiệt. Okay. Em mà bệnh nằm xuống chắc không ai lo đâu. Lo sao nổi. Lo sao không nổi. Ai khiêng luôn. Tiền bạc. Triệu người rồi, quen có mấy là gì? Triệu người quen có mấy người thân phải không? Khi lìa đời có mấy người đưa. Đúng rồi. Đó. Ai biểu? Thôi bây giờ đề tài là gì nè? Hay Bình Anh không có thích nói về hôn nhân gia đình phải không? Okay, nếu mà muốn nói luôn cái chủ đề đó, đó là đề tài mà coi như là cái khuynh hướng mà người ta xem nhẹ cái tình yêu hiện tại thì nên hay là không? Nhất là đối với phụ nữ khi mà người ta truyền bá với nhau về cái khuynh hướng là xem nhẹ cái tình yêu trai gái và đặt nặng cái vấn đề vật chất lên. Không phải là vật chất là lấy của cái người đàn ông hay là của người khác mà tự mình gây dựng nên cái sự nghiệp của mình, tự có tiền, tự mua được cái những cái gì mà mình thích,
dám mua những gì mình thích tốt hơn, hay là vẫn theo cái kiểu ngày xưa là người phụ nữ thì luôn luôn đặt nặng cái vấn đề tình cảm trên hết. Yeah. Rõ ràng là hồi xưa phụ nữ xem trọng tình cảm hơn là sự nghiệp, nhưng mà bây giờ cái khuynh hướng mới là người ta không có xem trọng tình yêu, hôn nhân, trai gái gì đó. Hôn nhân thì mình không nói đi, tình yêu thôi. Không có xem trọng cái tình yêu với nam nữ nữa, mà người ta xem trọng sự nghiệp cũng như là tiền bạc hơn. Thì Quỳnh Anh thấy cái xu hướng mới này nó có hay hay không? Nó có nên tiếp tục để truyền bá hay không? Hay là vẫn giữ theo kiểu hồi xưa? Yeah. Theo em hiểu cái bài viết này đó, thì là những cái người phụ nữ mới hiện đại bây giờ đi, em nghĩ là không phải là họ muốn chọn vật chất để mà đạt nhẹ tình yêu, mà là họ không có muốn để bản thân của họ phải phụ thuộc vô tình yêu, đau buồn vui khổ gì cũng phụ thuộc vô tình yêu, nói cách khác là nhìn mặt người đối diện để mà sống đó. Thì em nghĩ người ta muốn giống như độc lập về tinh thần, có nghĩa là không có người đó mình vẫn sống tốt, mình vẫn đi làm, mình vẫn gầy dựng được sự nghiệp, mình vẫn lo được cho bản thân, chứ không có hẳn là đặt nặng tình yêu mình tại vì cũng có cái phần là đặt nặng tình yêu là không. Thí dụ như hồi xưa đó, người phụ nữ yêu cái người đó rồi thì cái người đó có gây cho mình một chút đau khổ, có làm cho mình rơi nước mắt hay là vân vân, thì cái người phụ nữ vẫn đi theo cái tình yêu đó. Còn bây giờ người ta khuyên là nếu như vậy thì thôi, đừng có phải đi theo cái chuyện tình yêu mà nếu mà nó đau khổ. Em nghĩ là cái thời đại với lại cái sự trưởng thành của mình nó thay đổi theo từng giai đoạn. Giống như là những người mà chị Tường Minh nói ở Việt Nam ngày xưa đi, an phận thủ thường, lúc nào cũng lo cho chồng con hết, thì có thể là do họ không có được ra ngoài nhiều, không có được mở mang, không có được tiếp cận với những cái gì mới đang diễn ra. Còn bây giờ thì từng giai đoạn, từng độ tuổi nó có suy nghĩ khác nhau. Giống như 20 thì là tình yêu là trên hết, không có tình yêu là có thể chết. 30 thì dồn tâm trí lo chồng, cho chồng con này kia. Nhưng mà 40 thì cái đó người ta đã trưởng thành rồi, người ta thấy được rất là nhiều kinh nghiệm rồi, thành ra người ta biết được cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng. Người ta biết được là đàn ông bản tính là như vậy. No, người ta biết bản được tính là phụ bạc, bản tính là dối lừa. Không. Cho nên là bỏ ông này ra gặp ông kia thì cũng như thế mà thôi. Không phải, người ta biết được là không có hay là có cũng không quan trọng. Anh kỹ thuật anh xì tới xì lừa. Quỳnh Anh đừng có mắc lỡm của cô hàng cà phê. Cái câu trả lời đó để lát nữa cho quý nam thính giả gọi vô trả lời cho cô. Tránh anh Cường cũng gặp... không cần phải xì anh Cường. Tốn hơi, tốn sức anh. Hồi 2 mới là hồi kết cuộc. Anh em mình cứ chờ ngồi đi. Ngồi đó mà lâu quay phim đi. Mà ngồi đó mà cứ xì tới xì. Quý vị có cổ suý cho cái tinh thần giống như là bây giờ thì trong phần 1 chúng tôi nói là những người phụ nữ cổ suý với nhau là hôm mình đi kiếm tiền. Mình tự mua những gì mình thích, mình dám mua những gì mình thích và mình dám bỏ những ai làm cho mình đau khổ. Hay là mình sẽ trở lại vòng giống như hồi xưa. Tụi mình có những người lớn tuổi, những người cô, những người bác ngày xưa thì nói chứ đi đâu thì đi, về là được rồi. Hay khuyên người phụ nữ là có cái sự chịu đựng. Nhưng mà sau này thì những người trẻ họ không có muốn phải chịu đựng nữa. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì có thể là do họ nhìn thấy cái gương của... cô gì rồi mẹ của họ đi, thì họ không có muốn đi vô bước đường cũ thì họ mới đặt ra cái tư tưởng như vậy. Chịu đấm ăn xôi đó. Nhưng mà em nghĩ như thế này, em nghĩ là mình nên không có nên coi quan trọng quá cái vật chất tiền bạc, nhưng mà mình nên coi nhẹ tất cả mọi thứ để cho người mình nó đỡ khổ. Nếu mà coi nhẹ vậy chắc cũng phải dài. Tôi nghĩ là đâu phải là cứ gì chỉ có những người phụ nữ trẻ là mới có cái xu hướng đó đâu. Những người sồn sồn cũng ao ước lắm nhưng mà không dám nói. Tôi nói bâng quơ vậy thôi à. Đôi khi mình là thích cái nickname anh Ba Sàm á. Nói ba láp ba sàm mà chúng tùm lum tà la là vậy. Đúng rồi, đúng không? 7139314560 chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ xin chào. Hello. Xin chào, đây là 1023. Dạ đúng rồi. Chú Thắm đây, chào cà phê sáng. Tôi cũng đang uống cà phê sáng đây. Mấy ngày rồi tôi không uống được cà phê. Tôi đang Mấy ngày rồi không uống được cà phê hả chú? Dạ. Rồi, chú thấy khuynh hướng của mấy chị em bây giờ như vậy đó là chú nghĩ sao chú? Tại vì
nó đi theo cái thế hệ đó. À, trước tiên thì tôi cũng xin nói một chút thôi ha. Dạ. À, tôi xin chia ra ba cái giai đoạn. À, trong 60 năm chúng ta sinh ra đến 20 thì cái tuổi đó là cái tuổi có thể nằm trong một cái vòng tuổi dậy thì và yêu đương trong vòng tuổi đến 20. Rồi cái tuổi 20 đến 40 là chúng ta lại có cái ý tưởng là chúng ta thành lập gia đình, hôn nhân. Dạ. Và cái 20 năm sau đó thì chúng ta lại nghỉ ngơi. Mà trong cái sự nghỉ ngơi đương nhiên là có cái thụ hưởng ở trong đó. Thì như vậy là khi pháp xuất tình yêu và chúng ta đã là đến hôn nhân rồi, thì ai cũng có một vấn đề là kiến thiết trong cuộc sống. Thì từ cái 20 đến 40. Sau đó thì chúng ta đã có được một cái khoản tiền, chúng ta đã có một cái khoản tài chính. Và bắt đầu chúng ta suy nghĩ và kiến thiết tiếp. Nếu được thì chúng ta lại nghỉ ngơi, tự nhiên là đến tuổi mình về hưu. Như vậy, nhưng mà theo cái khuynh hướng thì tôi thấy rằng có... nói trước mắt là hai cái thế hệ đi. Cái thế hệ trước như tôi và anh Kiểm, và bây giờ thế hệ trẻ bây giờ, thì theo như tôi cũng không có đồng ý lắm về cái chuyện mà cái khuynh hướng mới theo như nãy giờ các anh các chị nói đó. Nhưng mà tôi theo khuynh hướng của tôi đó, chúng ta có con, có cháu, chúng ta duy trì nòi giống và cái tư tưởng để bảo đảm và giữ được cái truyền thống của một cái dân tộc và cái văn minh của người đó. Rồi, nghĩa là chú không có ủng hộ cho cái nướng mới nhiều lắm. Dạ, nghĩa là không phải hở một tí là thấy là không vui, có vài giọt nước mắt thì thôi bỏ đi phải không? Chúng ta... Dạ. Chúng ta suy nghĩ đến vấn đề con cái, chứ đừng suy nghĩ đến chồng, đừng đến vợ nữa, mà chúng ta suy nghĩ con cái làm sao giống như khi cha mẹ mình sinh mình ra cũng suy nghĩ cho con cái là như thế, thì tôi có góp ý như thế thôi. Dạ, cảm ơn chú Thấm nha. Chào chú. Xin chào. Dạ, mấy ông phản đối nha. Mấy ông phản đối là chắc rồi. Mấy bà đang đòi vùng lên thì các ông phản đối. Bác Công là hở tí giận là rồi. Nhưng mà thật ra thì trong cái article này, Đắc Công Ngài này á, là không phải là khi mà đau khổ thì họ ly dị đâu. Không phải là họ nói ly dị, nhưng mà họ nói là họ không quan tâm, không có quan tâm nhiều về cái người đàn ông làm cái gì để cho mình khổ. Nhưng mà không có đặt nặng cái tâm tư mình vô cái người đàn ông quá giống như hồi xưa. Chứ không phải là nói là khi mà có gây gỗ, có đau buồn chút xíu rồi đứng dậy ly dị, không có đặt tới cái vấn đề ly dị. Nhưng mà họ nói là không có xem trọng không có bận tâm về cái người đàn ông, họ làm cái này họ làm cái kia, câu này câu kia làm cho mình rồi quay qua mình trách móc nữa. Nhưng mà cũng cùng một ý, nhưng mà hai cách nói. Giống như cái cách nói giống mình nãy cũng đã nói đó, là mình coi nhẹ mọi thứ đó, thì có vẻ nghe nó đỡ trầm trọng hơn là không care, bỏ mặc luôn rồi muốn làm gì làm. Dám bỏ người mình làm đồng đau khổ đó. Dạ. thì một cái mức nhẹ là coi như là thôi kệ, anh muốn làm gì làm, thì tôi vẫn sống với anh, nhưng mà tôi không quan tâm nữa. Anh muốn đi đâu đi, muốn khi nào về thì về. Không phải ý đó. Dạ, cũng không phải. Không phải hả? Dạ, dạ. Chứ sao? Giống như là mình bảo vệ cái cảm xúc của mình bảo vệ cái lòng của mình á. Làm sao bảo vệ được? Có nghĩa là mình đừng có để mình phải phụ thuộc vô cái vui hay buồn của người kia. Mình đừng có để người kia làm mình... Đừng có như... cố gắng làm hài lòng người kia, đúng không? Dạ, dạ. Mình phải thương mình hơn. À. Dạ. Nhưng mà thương hơn không có nghĩa là lấy tiền đè người hay là người kia. Dạ. Mình không đặt niềm vui của mình... là cái như là họ vui mình mới vui, đúng dạ, không? Đúng rồi, dạ. Nhưng mà mình có tiền nhiều là mình vui rồi. lắc cái gì nói đi. Không thì nếu mà có khán thính giả thì tôi nhường, nhưng mà nghe câu chuyện đó nó trở lại cái gọi là cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời. Dạ. Nếu mà làm một cái cuộc hôn nhân rồi đó thì kế nó sẽ chết yểu 100% với cái suy nghĩ và cái lối sống đó của cái người phụ nữ đó. Nó sẽ bị chết yểu, nó sẽ không có viên mãn. Yeah.
Còn nếu mình cũng đã từng đưa ra cái đề tài là sống thử, nếu hợp thì tiến tới hôn nhân. Trong thâm tâm, trong nội tại, tức là không có cái lòng thành. Tôi không, chưa chắc tôi yêu anh. Cái này đúng là cái mối tình gọi là convenience store. Nó có lợi cho cả hai bên, đúng chưa? Nói thẳng, nói rõ là vì cái mục đích, vì cái nhu cầu của cái chuyện sách vở nhé. Chứ không phải là chữ sách mà S-E-X nhé. Nhưng mà là thực tế nó nằm ở chỗ đó. Cho nên nó cũng sẽ không có bền. Bởi vì tôi đến với cô, tôi đến với anh. Chúng ta sẵn sàng chia tay nhau bất cứ lúc nào nếu tôi thấy tôi không hết còn vui nữa. À đó. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Đó là cái tâm lý của giới trẻ, các cô sồn sồn 30 trở xuống. Hết vui. À, chưa sồn sồn. Phụ nữ trẻ. Còn những người sồn sồn ở đây đó. Không dám bỏ này, bỏ ra không ai lấy mình. Thấy thèm lắm nhưng mà không dám action. Dạ, không dám action. Tại vì mọi chuyện nó lỡ thì lỡ bộ hết rồi. Dạ. Quý bà, quý cô và quý em nên nhớ, đàn ông ngu hả? No, xin lỗi ạ. Những người ngon họ cũng bảnh vậy chứ. Nếu quý vị nhìn ra được cái điều đó, nữ lưu nhìn ra điều đó, đàn ông con trai nó cũng nhìn thấy cái điều đó chứ. Đúng không? Rồi. Bỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dạ. Đúng nhưng chưa? Mà không biết ai là quýt, ai là móng tay. Mời một khán giả tiếp theo trên đường dây. Xin chào. Hello. Dạ. Dạ, chị nghe anh chị. Dạ, nghe rõ lắm. Dạ, 5733 đó. Tôi là cái Ngọc Thành ở Florida, tôi gọi tới. Cái tình yêu này kia, tuổi mình thì chưa già nhưng mà hơi cũng có một tí lớn. Là tôi nói một câu như vậy. Ở đời ông bà già mình có nói một câu, có duyên có nợ. Duyên là gặp nhau, hai người gặp nhau. Nợ là sống chung với nhau là nợ. Tại vì hai người sống chung với nhau không bao giờ một cuộc đời mà chưa bằng là vui vẻ hết cả một cuộc đời. Đôi lúc cũng phải có sóng gió. Mà tình yêu là phải có sóng gió mới là tình yêu. Còn nếu trường hợp mà trầm lặng quá thì cũng không phải. Còn bây giờ mình nói là bên gái hay bên đàn ông hay bên đàn bà cũng không có đúng. Nhưng mà mình phải nói như vậy. Cái Thượng Đế xin cái giống nào thì ông ta đặt để theo này, cái giống đó hết. Rồi. Và bây giờ người đàn bà đó được qua bên Mỹ sống ở một đất nước tự do, đó là một cái hạnh phúc, là một cái là diễm phúc của người đàn bà rồi. Tại vì Thượng Đế sinh ra người đàn bà và người đàn ông nó khác nhau lắm. Người đàn ông qua bên Mỹ này hay là qua các nước tự do, tại sao là nhịn nhục hay là bất cứ làm một cái gì cũng chiều với vợ, vì lý do là không muốn gia đình tan rã hoặc là không muốn cãi vã trong gia đình. Nhưng tôi chỉ nói một câu đây là nói vừa hồi đụng chạm nha. Các bà thì thôi lúc á nhường một bước á thì các bà đạp thêm một bước rưỡi. Mình á, đàn ông mình trong chồng trong gia đình nhận mình thì mình cố nhận đi, vợ chồng mới là hạnh phúc với nhau mà sống. Chứ tôi thấy có nhiều cái gia đình tôi thì nói chung là trên ban này không có đến nỗi như vậy, nhưng mà tôi thấy có nhiều gia đình á cứ chồng nhận một bước vợ bước bước rưỡi, chồng càng nhìn nó vợ càng làm tới. Thì từ cái chỗ đó thì đến khi mà đàn người đàn ông mà người ta nhìn đến rồi một cái mức độ nào đó là tình đó, người ta sẽ bị bức xúc. Thì bức xúc đến khi mà gây gỗ trong gia đình thì gia đình không hạnh phúc nữa thì nó sẽ bị tan rã. Nên ví dụ như vậy, Thượng Đế sinh ra con người đàn ông và người đàn bà nó cũng là như nhau, nhưng mà cái mà cái việc giao phó của Thượng Đế giao cho người đàn ông và người đàn bà trong gia đình nó khác. Là người đàn bà, cái nhiệm vụ người đàn bà là cái gì, mà người nhiệm vụ của đàn ông là làm cái gì đó. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Là bây giờ mình như vậy nói với các cô là sống ở bất cứ một cái chế độ nào hoặc là một cái đất nước nào thì vợ chồng với nhau, chồng nhận bước mình bước nửa bước thôi, đừng làm bước rưỡi. Thôi đi vậy thôi. Đó là ý kiến của phía bên nam ha. Mấy ông thì mới nghĩ là mấy ông nhịn dữ lắm rồi, nhịn thì mấy bà làm tới vậy. Quý vị có thấy là quý ông ở bên này nhịn chúng ta dữ lắm không? Có đồng ý không? Quỳnh Anh có thấy mấy ông nhịn không? Chưa, không phải là trường hợp nào cũng vậy chị. Đâu phải ông nào cũng nhịn đâu anh. Dạ. Có thể là anh nhịn hay là bạn anh nhịn, nhưng mà em thấy đa số giống như anh Vũ Kiệm, anh có mấy anh nhịn. Nam Nhi nhịn là còn gì, mặt mũi của làm cái, sao mà ra đấng anh nhịn, hùng ai coi đâu nhịn đâu. Phải ai cũng được như anh đâu ạ.
không có, bây giờ mình nói xin nói thêm một câu như vậy này. Bây giờ mình thấy qua bên tới cái đất Mỹ, đất nước tự do hay tất cả các nước tự do, người, tôi không nói người Mỹ mà nói người Việt mình thôi. Bây giờ hồi xưa đó mà việc con cái ở Việt Nam mình hay là người Á Châu mình nói chung chung như vậy đi, có bao giờ là người đàn ông người ta thương con, lo cho con việc, nhưng mà không bao giờ mà tả nước, tắm rửa rồi kia là tất cả mọi thứ là người đàn ông hết. Nhưng qua Mỹ này tôi thấy đa phần cái đó nè, đi đâu rinh con cũng là chồng. Thì bây giờ cái đó được đi, vì lý do là bỏ con vô cái chết là rinh cho xe này, đi kia là cái nặng, mình làm cho vợ được, được. Nhưng mà giờ đôi lúc tôi thấy nè, tả nè, tắm rửa nè, ăn uống nè, lúc cho con cũng chồng không. Đôi lúc đó là người vợ và người chồng, hai người cùng đi làm, cùng đi làm nhau, có thể là người chồng làm nhiều hơn người vợ một chút cũng có, hoặc là người vợ làm ngang với người chồng cũng có, hai người đều cũng đi làm ở trên đất Mỹ. Nhưng tôi thấy cái đó thì nó hơi hơi bị kỳ chút. Sao xíu nó đảo ngược không? Xã hội nó bị đảo lộn. Ông của mình á, cái người đàn ông mà qua tới Mỹ này, người ta thứ nhất người ta là không phải người ta sợ hay là người ta nể, nhưng mà đây là đối cái thực tế rõ ràng. Có nhiều thằng bạn của tôi nói tại vì mình á, có nhiều người mới qua vì ngôn ngữ, mình không muốn đụng chạm tới cái luật pháp. Nhiều hồi mình làm một tí á, thì bên đất nước tự do này nó binh là phá yếu, chứ không phải bên đàn bà binh phá yếu. Thì tất nhiên là khi đó đó là mình sẽ bị dướng vào luật pháp, mà dướng vào luật pháp rồi á thì biết ở trên cái đất Mỹ này dướng vào luật pháp rồi là nó rất là khó khăn. Thì ai cũng sợ cái đó một phần nữa. Dạ. Cái đó là câu chuyện tại như vậy. Cảm ơn anh. Hồi nãy anh nói anh tên gì em nghe không kịp. Tôi tên Thành. Anh Thành ở Florida đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn anh Thành với ý kiến vừa rồi nha. Thành đưa ra cái chủ đề này quý ông gọi hơn phụ nữ phải không? Dạ. Cơ hội vùng dậy chứ. Thấy là phải thỏa mãn rồi. Anh Thành ơi, anh chia sẻ cái nỗi ẩn ức đó của đàn ông chi để cho cô ngồi cô cười khinh khỉnh vậy cơ? Đâu có cười khinh khỉnh đâu. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Thành rất là nhiều nha. Rồi anh có thể tắt phone để nghe thêm những ý kiến của những thính giả khác, xem coi họ có ý kiến như thế nào, có đồng cảm với anh không nha. Dạ, cảm ơn anh Thành, chào anh. Mời một thính giả tiếp theo ạ. 5215. Dạ đúng rồi. Em phải không chị? Dạ đúng chị, rồi dạ. Đó. Dạ. Dạ dạ em tên là Ngọc. Em không có đồng ý 90-80% với anh Thành vừa mới nói thật thì đó. Tức là anh nói đàn ông bên Mỹ này thay tẻ đút cơm rồi cho con, tắm rửa cho con. Cái đó chỉ vài người thôi anh. Chỉ có 10-20% thôi. Kinh nghiệm không dám đâu chị, hơn tôi đồng ý với anh Thành cái số tỷ lệ hơn. 8 người chị em trong gia đình em. Bản thân em đi làm nhiều giờ hơn ông xã em. Ông xã em nhìn bề ngoài á thì người ta nói rất là hiền, nhưng mà cái này là gọi là lù lù dắt lù chạy á. Lại một người chạy lòng vì ông, nỗi bất mãn. Em đi làm nhiều giờ hơn ổng, nhưng mà về nấu nướng, tẻ, dọn dẹp nhà cửa, con cái, tắm rửa cho con cái, một tay em. Đi làm về chỉ có, nói là đi làm 8 tiếng việc là xong đó, nhiệm vụ có xong rồi đó. Chơi game, coi tivi, chơi phone. Khi mà em đi làm về á, em phải tắm rửa cho con cái, nấu nướng để cho dạy học cho con cái, cho nó đi ngủ đúng giờ, đúng giấc. Mình chạy học xì dầu luôn, ngồi chơi game tỉnh bơ như rồi. Rồi mà biết mình chơi game. Mình nói tại sao không phụ? Tại sao không phụ? Thì giả khùng lên. Là mạng ra làng lá sớm để áp đảo tinh thần mình mà. Ok. Những người đàn ông như vậy á, cái suy nghĩ của em cũng giống như hai chị hồi nãy nói. Nếu mà tại sao mình phải để cho những người như vậy ảnh hưởng tới cái cảm xúc của mình, cái suy nghĩ của mình, cái cuộc sống của mình. Cho nên bỏ ý nói bỏ không có lý gì. Nhưng mà bằng ông sống, bằng tôi sống. Nếu mà anh cái gì cũng phải cho và nhận, mình không có thể ngồi đó mà nhận không. Vợ chồng phải công bằng với nhau, đều quyền với nhau, phải cho và nhận chứ không thể mà bắt vợ cho không mà mình nhận không, vậy không được.
Nhưng mà trong cuộc sống của em cũng không có để ổng ảnh hưởng tới cái cảm xúc của em. Với cuộc sống em lúc nào cũng vui vẻ hết. Dạ. Cuộc sống em dạ. Nhưng mà nói ly dị thì em không có ly dị. Nhưng mà tôi nuôi trong tương lai chờ những đứa con nó trưởng thành, nó ra trường, lên đại học rồi xong xuôi hết. Cái lúc đó em tính sổ lời lỗ chung một lần chồng luôn. Lời lỗ tính lần. Lời lỗ tính một lần luôn. Đem chị, sổ. Chị vậy chị. Nhưng mà bây giờ em chẳng thèm để ý tới. Không chị, okay. Nếu mà chị đã sự chịu đựng không, được như vậy là một cái đức. Phục vụ ông, cái phục tùng ông. Không. Cho ông cuộc sống sung sướng. Nhưng mà nếu mà ông biết điều, rồi ông tự tử đi. Để đó đi, mai mốt cộng sổ sao đúng không? Dạ, coi như là chị không có vì cái đó chị không có để cho những cái chuyện như vậy ảnh hưởng tới mình. À, mình cứ tự mình lo chăm sóc cho con cái đầy đủ. Em đi làm về em mặc dù em rất là stress nhưng mà em vừa nghe nhạc, em vừa nấu nướng, em vừa dọn dẹp. Em vẫn đi chơi, vẫn nói chuyện với bạn bè rồi bình thường không có gì hết. Nhưng mà những cái đó để sau này mấy đứa con trưởng thành ra xong xuôi hết rồi em sẽ thử cái lời vốn ông chung một lần hết. Ghê em gớm. Đã cáo ông đứng rồi. Ghê gớm. Thật là bản lĩnh. Bản lĩnh. Ghê gớm. Em chỉ nói vậy thôi. Dạ cảm ơn chị. Dạ xin cảm ơn chị Ngọc. Dạ đó. Cái này mới là ghê gớm nè. Chúng tôi xin mời một thính giả tiếp theo ạ. 2040 ạ. Dạ. Xin chào cà phê sáng. Dạ chào chị. Tôi tên là Tâm. Khi hồi nãy giờ tôi nghe cái cô đó nói và cái anh Thành đó nói thì tôi nghĩ là cái này là do là quả báo. Đàn ông ở bên Việt Nam ăn hiếp vợ bao nhiêu á, qua đây á vợ lại ăn hiếp chồng bao nhiêu. Làm gì ăn hiếp? Ở Việt Nam á là khổ lắm, đàn bà phụ nữ mình rất là khổ, qua đây nhờ cái ở đây là phụ nữ là bên Mỹ này nó binh hơn, thành ra nó phụ nữ mình nó đỡ khổ hơn cô. Dạ. Còn vấn đề còn vấn đề mà công việc làm á thì theo tôi nghĩ đàn ông mình á nói đây với chung với thấy mà từng nó nghĩ rằng công việc kia là công việc của đàn bà. À. Mình á công việc nào cũng vậy, vợ chồng mình san sẻ với nhau nó mới có hạnh phúc vậy. Chứ mà về làm cắm đầu chồng coi TV chơi game thì cái chuyện này là trước sau gì mà cũng xảy ra. Người đàn bà mình cực khổ quá, có con cái đêm em đi kêu thế nọ. Đàn ông mình phải biết phải hiểu thì nó nghĩ là ôi cái chuyện đàn bà mình làm, mình đàn ông mình cũng nên làm những chuyện đó. Rất là tội nghiệp cho nên tôi khuyên cháu đi á, cháu nội cháu ngoại thì là về nhà là nên khủng về để tình nghiệp. Còn vấn đề ly hôn á thì dù ông đàn ông á thì nghĩ là nó mình có quyền năm trai bảy thiếp mà xâm tâm ra cái chuyện đó là đàn bà người ta nén lòng lắm, nhiều người ta la quay quái với nhiều người ta không nói với người coi gì rồi á thì là con lớn mà tính sổ á, có thấy không? Cho nên mấy đàn ông mình á là lên chương trình này là phải rất kinh nghiệm đó, thì xin cái kiến vậy đó cả nhà phải phê phán. Dạ cảm ơn cô rất là nhiều nha, xin chào cô. Morning Sunshine quay trở lại với cà phê sáng ngày hôm nay về đề tài chúng ta đưa ra là 20 tuổi thì rất là quan trọng về tình yêu, 30 tuổi thì rất là mê chồng, 40 tuổi thì người đàn bà mê tiền hơn, đúng không? Dám bỏ những người làm khổ mình và dám mua những điều gì mình thích. Thì cái quan điểm như vậy đó, quan điểm mà sau này người phụ nữ đặt nhẹ cái tình cảm trai gái hơn là cái việc kiếm tiền hay là vật chất, thì quý vị cảm thấy là cái xu hướng đó tốt cho người phụ nữ hay là không tốt, nên giữ hay là nên cổ suý hay là không. Chúng tôi mời một giả tiếp theo ạ. Chào chị. Dạ xin chào ạ, xin cho biết quý danh ạ. Em tên Nhật ạ. Dạ chào anh Nhật. Em có ý kiến này là dĩ nhiên là xấu cho phụ nữ rồi, nếu mà anh tình thì là xấu rồi. Thứ nhất là xấu là sao, là tại vì mình làm cái đó mình hại cái người đó, cơ của mình, cái người thoát ra của mình.
là trước khi mình lấy nhau thì mình cũng thầy hơi rồi mình ở đời ở kiếp với nhau. À, sau đó mình có con á thì mình đợi quý hơn nữa. Mà tại sao mà làm các cái chuyện nhỏ như vậy mà mình thấy là mình bị đầy đọ, mình không nghĩ tới là mình tại sao cái đó là cái hạnh phúc của mình, mình được làm cái chuyện đó là hạnh phúc của mình. Ví dụ đàn ông đàn bà gì ra cũng vậy hết á, đàn ông được làm gì cũng là hạnh phúc của họ, chứ đừng có phân biệt là cái đó là cái việc làm đau khổ của mình. Tại sao mình vô hãng bị người ta ăn hết mình không cự lại mà mình về nhà mình cự với người mà mình nấu cơm cho gia đình ăn hay mình giữ con của mình, hay là cái đó là cái hạnh phúc mà không có cái gì đâu mà phải thế đó. À, sau đó đi sau ra đó mà, phụ nữ mà sau đó mà cái người phụ nữ mà có ý mà muốn giữ tiền riêng á là cái người phụ nữ đó hát yêu mình rồi. Ừ. Yêu mình rồi á thì mình có giữ cũng như không thôi. À, thì cái đó là duyên nó hát rồi, duyên nó hát rồi thì phải let lâu thôi, nhưng mà mình giữ nên mình đau khổ. Người phụ nữ mà muốn giữ tiền riêng là duyên hết rồi đó anh. Đúng rồi, cái chuyện đó là thẳng thì dĩ nhiên rồi, giữ tiền hết là sự thật là có cái sự so sánh ở ngoài rồi. Dạ. Có cái sự so sánh ở ngoài chơi, mới có sự so sánh ở ngoài với cái bạn trai khác rồi. À. Mấy người khác rồi. Quỳnh Anh giữ tiền chung hay tiền riêng như Quỳnh Anh? Bây giờ hỏi ngược lại đi anh, em hỏi anh nè. Giả sử như là cái vai trò của người phụ nữ đó là đàn ông thì sao? Giả sử đàn ông là cái người giữ tiền riêng là cái người mà là cũng hết duyên luôn đúng không? Phải hết duyên không anh? Đúng rồi. Giờ vợ chồng mình phải để tiền chung. À, mình có mục đích mà mình để tiền riêng là mình có cái tính toán cái gì? Tính toán rồi đúng không? Dạ. Đấy. Lên. Đấy. Mình sống là cái người đó là người nhà của mình rồi. Người vợ là người nhà của mình, không quá người ngoài nữa. Dạ. Yeah. Mà nãy người nhà rồi sao mà giữ tiền riêng, giữ tiền. Nói chung là cả hai mà ai mà giữ tiền riêng là người đó có vấn đề đúng không? Anh ơi, anh nói anh suy nghĩ như vậy đi ngược lại với lại những cái cố vấn coi như là tư vấn của những nhà hoạch định về tài chính rồi. Đôi khi đó mình không nên để tất cả mọi trái trứng vào trong cùng một rổ. Nếu mà nó bị bể hết thì sao? Thành thử ra giữ tiền, chia tiền riêng ra cho mỗi người giữ một cái, nó là cái biện pháp an toàn và rất là thực tế. Đúng không? Giữ tiền riêng, vợ giữ anh riêng. Anh đâu có thể nào anh giao chứng cho ác được. Mà nhất là những người mà đã có cái tâm địa là 40 rồi chỉ có thấy hơi tiền là mê thôi. Thì anh giao chứng cho ác rồi. em thấy mấy cái người mà hồi xưa đó là hạnh phúc hơn bây giờ. Mà người hồi xưa đó là chỉ có bà vợ giữ tiền hay ông chồng giữ tiền. Vậy sao mấy bà nói hồi xưa bị đì, chỉ có phụ nữ ở bên Mỹ này, nước văn minh mới là hạnh phúc, được nhiều quyền lợi nè. À. Nãy giờ tôi với anh Cường cũng đau đớn lắm khi mà nói thẳng ra là sự thật phũ phàng như vậy đó. Không phải là bị đì đâu, tại vì họ nghĩ họ được học bằng đàn ông thì được phát ở Mỹ, bên phụ nữ thì họ muốn được bằng đàn ông thôi. Chỉ thật sự... muốn mà được không? Của người, phụ nữ á, trời xanh trời tạo thì cũng là dưới đàn ông thôi. Ta dù làm sao làm cũng dưới đàn ông một bước thôi. Vậy hả? Tự tôn dễ sợ chưa? Dạ, rồi, cảm ơn anh Nhật. Dạ, chào anh Nhật nha. Cảm ơn ý kiến của anh và mời anh tiếp tục nghe những ý kiến khác của những vị thính giả khác. Chúng tôi xin mời 7697. Dạ xin chào, 7697 ạ. Em nghe thấy ý kiến như thế này nha chị. Dạ. Em nghĩ là không có cái quy tắc gì là đúng hay là sai hết trơn á. Thì em nghĩ là nếu mà mình ở trong một cái quà mình lập gia đình rồi á, thì mình cũng tùy theo cái bạn phối ngủ của mình mà mình áp dụng. Một phần là cũng là do lucky
lucky đây là mình gặp được một người nó hoàn hảo quá, thì cái sự mà chỉnh sửa của mình á nó cũng không có khổ sở. Còn nếu mình là người không lucky á thì người ta bảo là phải biết dạy chồng. Dạy chồng đây á là không phải là nghe thì nó ghê, nhưng mà từ một cái gì mình cũng phải có cần sửa đổi đó, thì gọi là dạy chồng á. Dạy là mình dạy như thế nào để cho nó hợp với lại cái gia đình của mình. Nhưng mà em nhìn chung á anh thấy như thế này, đổ vỡ nhiều một phần á cũng là cái người đàn bà mạnh mẽ quá và thiếu nhịn nhục. Đấy, thì không phải là lỗi có một chiều, là do anh hay do em, do chồng hay do vợ. Nhưng mà nếu mà một người đàn bà mà mạnh mẽ, thành công quá thì thường họ rất là sòng phẳng và họ thiếu đi cái sự nhịn nhục. Thì em thấy đó cũng là một phần của cái sự đổ vỡ của gia đình. Yeah. Thứ hai em thấy nữa là cái người đàn bà mà không có nội trợ giỏi đó. Đó, có nhiều người đàn bà mà khi thành công rồi đó thì họ nghĩ là cái chuyện bếp núc ở nhà họ không phải lo, và không phải tắm con, họ không phải này, thì cái chuyện đó em cũng đổ vỡ nữa. Thì đúng là người chồng á sau này á cũng phụ vợ nhiều lắm, nhưng mà nếu người đàn bà mà hoàn toàn mà không có giỏi giang một chút về là tề gia nội trợ gia chánh á, thì em nghĩ là bây giờ có lập gia đình 10 lần đi nữa cũng sẽ đổ vỡ. Cái này chắc là mình không đồng ý nè. Đúng rồi chị. Cái này tụi mình không đồng ý chị nè. Cái quan niệm hồi xưa là phụ nữ phải rất là giỏi nội trợ mới được, nhưng mà tụi mình thấy là cái thời buổi này cái này nó có rất là thay đổi. Mình cũng nhìn ở phía bên ngoài mình rất là nhiều những cặp mà người vợ không biết nấu cái gì hết, nhưng mà họ rất là hạnh phúc. Khó lắm mà nghe, khó lắm luôn nè. Đó là cái người chồng kia phải chịu đựng lắm á. Thì em nói cái này không có quan niệm cái nào là đúng là sai hết nghe. Một phần là lucky. Nhưng mà chị, xin lỗi chị, hồi nãy chị nói tên gì nhỉ? Chị chưa nói tên, để cho em hỏi quý danh của chị để tiện xưng hô đi chị. Dạ em là chị Trang. Chị Trang ơi, Vũ Kiểm chỉ nghe cái câu ca dao á, là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ đúng mới rồi, về. Lần đầu tiên nghe chị Trang nói là phải dạy chồng ạ nha. Người ta chỉ nói là thờ chồng thôi chứ không có ai nói dạy chồng chết hết. Chết đâu mà thờ. Đã chết đâu mà đòi thờ. Không anh, mình thì nãy em cũng có xin lỗi là mình dùng cái dạy hơi quá đáng, mình không biết dùng cái chữ. Nhưng mà ý chị là muốn dạy thiệt mà. Dạy vợ nó có cái câu sẵn rồi, còn bây giờ cũng phải một dạy chồng nữa. Có người không có được rất kỳ lý là một người chồng, em thấy cũng nhiều chị lên án đó. Có nói đi về là ngồi coi tivi phần lớn nha. Em thấy như vậy nhưng mà ông đó là có số hưởng. Cái đó đâu trách ông được. Trong tử vi không có số hưởng mà chị. Mỗi người có một cái phải số đúng không? Đúng rồi, không có lucky thì phải dạy nó. Thôi thua chị Trang. Thôi chị Trang. Mình không lucky thì phải vậy uống nè. Thứ nhất đó, dạ, đòi dạy chồng rồi còn gọi đó. Chồng là nó nữa thôi. Bái phục chị Trang, nó lucky thì phải dạy nó. Tại vì Trang, chị Trang là chị giỏi nội trợ nên chị có quyền. Okay. Dạ, nếu mà dạy không nghe là cất cơm không cho ăn. Phải không chị? Thì bây giờ đó mình đã lỡ lấy nhau rồi thì nói chứ cũng ít nhiều cũng phải chịu chấp nhận một chút xíu, coi đó là cái nghiệp của mình thì nó cũng bền lâu một chút. Nói thôi cái nghiệp của mình đang vậy rồi. Thì bây giờ nếu mà mình bỏ nó đó thì mình phải hiểu là cái vấn đề là bây giờ mình lấy người mới á, thì mình phải đi coi từ cái chỗ cũ của mình là tại sao nha. Có nhiều người em thấy lập gia đình 7 lần cũng như vậy đó nha. Có người lên theo qua 7 lần luôn á. Thì tại vì đàn ông là như vậy mệnh, rồi. Dạ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa. Nó vậy không? Cái đàn ông thì bản tính là giống nhau rồi. Không tìm ra được cái cốt lõi vấn đề là mình không bao giờ biết nội trợ, biết tắm con và biết giữ cái gia đình. Luôn luôn đòi sòng phẳng. Và luôn luôn kêu người đàn ông là phải thế này thế nọ. Và tất nhiên những người mà không có chịu nhịn nhục đó, nói gì nói thì đàn bà cũng phải giỏi tề gia nội trợ một chút xíu. Dạ. Không thôi là bung luôn. Cảm ơn chị. Bye chị Trang. Thì mình sẽ ghi nhận ý kiến của chị Trang nha. Rồi quý vị sẽ gọi thêm vào để cho thêm những ý kiến khác. Mời chị Trang tiếp tục theo dõi nha chị Trang nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, xin chào chị. Chúng tôi xin chuyển đường dây sang một thính giả tiếp theo ạ. 6656. Dạ, xin chào quý đài. Dạ, chào chị. Mình thì cũng trong vấn đề gia đình là nên thông cảm và chia sẻ, chứ còn không có phân biệt công việc của ai hết. Nếu mình như
trước đây á là mình giáo cho chồng, nhưng mà sau này á là mình lại giữ riêng. Làm mình giữ riêng này không phải là giữ riêng để xài riêng, hay là mình làm việc riêng của mình, hoặc là mình muốn chia sẻ tài sản như vậy, mà mục đích đây á để tránh ông quý ông có những suy nghĩ là mình đang là mình đang ôm trọn hiền hành, mình muốn làm gì mình làm, lúc đó coi thường vợ. Cho nên mình chỉ muốn là thủ lại một cái gì đó để cho mình khi mình làm mình giữ tiền, đương nhiên là mình không có xài đậm bậy, tức là mình báo cho chồng biết là mình vẫn giữ số tiền vẫn là như vậy đó, để một khi có việc gì đó thì cùng chung tay ra để mà làm thôi. Mình giữ tiền, phụ nữ giữ tiền không phải là để làm việc kia hoặc là có đồ gì hết cả. Nhiều khi có những suy nghĩ của mấy ông nó hơi lệch lạc một chút xíu, là chắc có mua đồ gì mà không phải là như vậy. Nhưng mà tại vì mình sống vợ mình thì mình biết rằng mình tin tưởng vợ mình làm điều gì, đôi khi có thay đổi cái một chiến lược nào đó, chẳng qua là để giữ lại hạnh phúc đó thôi. Giữ rất hạnh phúc, còn sau này, tại vì sau này cái tình trạng mà ăn có non rất là nhiều, hoặc là không có non thì là hay có con rơi con rớt, thì đó là mình không nói là hết tất cả, nhưng mà cái trường hợp bây giờ rất là nhiều, thì mình chỉ giữ lại cái thủ cho mình, cái thuế cho mình thôi, chứ không có phải là bí đồ gì cả. Để mình chỉ nói là vấn đề trong gia đình thì mình phải chia sẻ thông cảm. Ví dụ như bây giờ vợ tắm con thì chồng đi kiếm áo quần cho con, hay là bày những cái vật dụng mà sửa soạn chăm sóc cho con sau khi con tắm. Đó là cái vấn đề rất là đơn giản thôi, nhưng mà làm người vợ rất là cảm động. Tức là mình chia sẻ với nhau từng cái việc nhỏ nha. Vợ cũng vậy thôi, ví dụ chồng cắt cỏ, mình có thể rót nước cho chồng uống, hoặc là lấy khăn lạnh cho chồng lau mặt. Là làm vậy chồng sẽ cảm thấy rằng mình đang làm việc nặng, được có người vợ chia sẻ thì nó sẽ vui hơn. Đó là mình nghĩ như vậy thôi. Tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người. Dạ thôi. Theo chị là không có việc nào là việc riêng của người chồng hay của người vợ hết, mà mình sẽ chung tay nhau mình làm. Dạ. 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 Tại vì qua đây á, ai cũng đi làm hết. Cho nên là mình phải chia sẻ hết cả đồng đều, vừa ngoài xã hội và trong nhà. Thì mọi cái bình đẳng như vậy, cả hai được cùng vui vẻ. Dạ. Chị quý danh chị là gì chị? Dạ. Quý danh của chị là gì ạ? Tên Loan ạ. Dạ, chị Loan. Cảm ơn chị Loan nha. Dạ. Chị Lan đã trả lời anh Nhật rồi, giữ tiền là để thủ thôi, chứ không có phải là có gì bên ngoài đâu. Dạ. Bye chị Loan. Cảm ơn chị Loan. Dạ, bây giờ mấy ông cũng mệt lắm. Dạ, giống như anh Kiểm nói vậy đó, giao hết tiền á, thì chị nói là bây giờ đưa hết tiền cho ông giữ, là ông nghĩ là ông có ôm trọn cái quyền hành, ông muốn làm gì làm cũng được, phải chia ra. Dạ, cũng giống là chia quyền lực trong gia đình vậy. Cảm ơn chị Loan. Chúng tôi xin mời một thính giả tiếp theo ạ. 0488 ạ, xin chào. Dạ. Dạ. À, tôi cũng tôi mới coi cái chương trình thì tôi thấy là cái vấn đề mà vợ chồng mà nó rạn nứt thì cũng tôi cũng góp ý là có một vài cái lý do như thế này, là mình sống ở trên trường đời á thì chỉ lời được cái bầy con thôi. Đó. Mình chỉ lời được bầy con thôi, chứ không có lời về tiền bạc, mình đâu có mang đi đâu được đâu. À, bởi vậy cho nên là vì con mà cũng có thể là cãi vã, vì làm việc vất vả. Nhưng mà tôi cũng có một ý kiến là nhìn người vợ hoặc nhìn người chồng thì nên nhìn bằng cái cách mà lúc mà mới gặp nhau thì cái tình yêu đó nó sẽ bền vững. Và nó có một cái như thế này, là ví dụ như là vì cái chuyện cực khổ cho con mà cãi vã ra thì rất là tội nghiệp cho người đàn bà, hoặc thiệt thòi cho người đàn ông. Thì cho nên tôi muốn nói rằng cái mới gặp nhau á thì tôi có vài câu thơ để tôi nói chuyện ở đây. À, xin phép đại có được không ạ? Dạ, ngắn gọn hết chú nha. Dạ, mình sắp hết giờ rồi. Dạ. Đúng rồi. Thì tôi về thăm bến hẹn, trăng về soi bóng tôi, để nhìn chút xa xôi, nhìn tay em mơn lá, quá khứ về chợt ngay, nấc bên bờ ảo ảnh, nghe hơi từng chiếc lá rơi khẽ dưới chân nàng. Rơi khẽ dưới chân nàng. À, nghe thẹn thùng e ấp lên tiếng bằng rung rung, ẩn lên má vừa hôn bằng nụ cười bẽn lẽn. Ôi cái đó nó đẹp biết bao,
mà cái xấu của người vợ của mình là vì quá cực khổ, cho nên nó như vậy. Cho nên là mình cứ nhìn cái lúc mà mới gặp nhau, cái hình ảnh đấy nó đẹp biết bao, không thể xóa được. Cảm ơn ạ, cảm ơn chú rất là nhiều về những câu thơ vừa rồi, cũng như là cái ý kiến mà chú đưa ra là khi mà mình nhìn vợ, nhìn chồng của mình thì mình nhìn bằng cái hình ảnh ban đầu mới gặp nhau. Cho chú vô thêm của anh Vũ Kiểm được á. Dạ, đang nhìn em rất là lãng mạn như thuở ban đầu gặp. Ông ơi, ông đi nấu cơm chưa? Tại sao cái này chưa, cái nọ chưa? Không biết là lúc đó nghe chú là lộn không biết là lúc đó chú còn nhìn thấy em là như là thẹn thùng bẽn lẽn nữa hay không. Có đem thơ áp dụng vô cái hoàn cảnh đó được không chú ha? Dạ được chứ. Được luôn hả? Tại vì mình yêu người vợ mình mới cưới. Đó. Mà cưới về lỡ có một vài cái nét gì đó thì mình cũng phải bỏ qua. Bởi vậy cho nên là yêu người yêu mình mà chưa hết yêu cái xấu của mình mà không được thì coi như là bỏ vỡ là cái chắc rồi. Nhưng mà anh ơi, đôi khi lý tưởng hóa quá cũng thiệt thòi cho bản thân. Vợ đi về nhà đóng cửa một cái rầm xong rồi dằn mâm sáng chén. Đá thúng đụng đia. Đúng chú rồi. Ngồi đó chứ ngâm thơ em thẹn thùng bẽn lẽn, lá rơi trước chân em rồi khẽ hàng. Có nhiều trường hợp nó đau lớn mà phũ phàng lắm. Hết lúc chuyện đó không biết áp dụng được thơ rồi. Không được. Tức là những bà vợ ghê gớm hết cớ để kiếm chuyện rồi. Tại ông chồng cũng sợ cho nên lo hết rồi mới tìm một cái cớ mới. Sao nước mắm chưa hâm? Trời ơi là trời, hết biết luôn. Hết giờ rồi, anh Sơn phải không? Cảm ơn chú rất là nhiều với cái ý tưởng đó. Nhưng mà thiệt, để coi là quý vị có thể áp dụng được hay không. Khi mà người chồng hay người vợ của mình mà đang cái lúc nổi cơn thịnh nộ rồi, mình đem thơ ra mình đọc được không nha. Dạ. Đến đây thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã gọi vào trong ngày hôm nay rất là đông. Vẫn còn rất là nhiều quý vị đang gọi vào. Tuy nhiên thì thời lượng cho chương trình hết rồi. Chúng tôi phải gửi lời chia tay, tạm biệt tất cả quý vị. Hy vọng là quý vị rút ra được những cái suy nghĩ của riêng mình thông qua cái chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào thứ hai tuần sau. Chào quý vị. Good morning, sunshine. Là quà tặng cho Đức Giáo Hoàng và cựu Tổng thống Pháp KGC số 1 về nhân sâm thế giới. Syntronic cung cấp các nhà máy karaoke chuyên nghiệp, giá rẻ nhất Hoa Kỳ, uy tín chất lượng. 714-450-6666 syntronic.com. Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết.